Sáng ngày 7 tháng 1, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đang phối hợp cùng công an quận Gò Vấp điều tra vụ án mạng do mâu thuẫn sau va quẹt giao thông làm hai người bị đâm. Trong đó, một người tử vong là cán bộ công an. Theo đó, khuya ngày 6 tháng 1, tại vòng xoay Phạm Văn Đồng, Lê Quang Định, thuộc phường 1, quận Gò Vấp, anh D, 34 tuổi, xảy ra va quẹt xe máy với Phạm Văn Đoan, 37 tuổi, ngụ Bình Dương, Vụ việc không làm ai bị thương, nhưng sau một lúc cự cãi, hai người đã lao vào đánh nhau. Đoan cầm dao tấn công anh Đê, anh Đê cũng lấy trong cốp xe một cây vũ đánh trả. Sau đó, anh Đê bị đâm trúng ngực nên gục xuống. Thế vậy, anh B, 40 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, liền chạy tới can ngăn, cũng bị đoan đâm vào lưng. Lúc này, nhiều người đã cùng lao vào khống chế đoan. Hai nạn nhân bị đâm nhanh chóng được đưa đi cấp cứu, tuy nhiên anh Đê đã tử vong, còn vết thương của anh B hiện đã ổn qua xác minh của công an, anh D là cán bộ thuộc đội cảnh sát hình sự công an quận 10. Ngay trong đêm, lãnh đạo đội này cũng tới hiện trường. Tới 6 giờ sáng nay, hiện trường đã được công an khám nghiệm xong.